Trung Quốc dự định xây hải đăng trên 5 hòn đảo trong Biển Đông, kể cả tại Hoàng Sa, bất chấp những lời kêu gọi từ Hoa Kỳ và Philippines, kêu gọi tất cả các bên đình chỉ các hoạt động xây cất để xoa dịu căng thẳng do những tuyên bố chủ quyền chồng chéo gây ra. Hãng tin Reuters dẫn lời của báo chí nhà nước Trung Quốc nói rằng nhà chức trách đã khảo sát thực địa để tìm địa điểm xây cất các ngọn hải đăng trên 5 hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, gồm có đảo Đá Bắc, đảo Hải Sâm, đảo Duy Mộng, Cồn Cát Nam và Hòn Tháp theo lối gọi của Việt Nam. Dự án xây cất các ngọn hải đăng này tại Hoàng Sa có phần chắc sẽ gây phẫn nộ tại Việt Nam. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều thứ Năm, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay là Bộ đang kiểm chứng tin này. Trong khi chờ đợi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tái khẳng định Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và mọi hành động của Trung Quốc ở hai quần đảo này đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Hôm thứ Hai, Trung Quốc đã bác bỏ những lời kêu gọi hãy ngưng xây cất trên các hòn đảo đang trong vòng tranh chấp. Reuters dẫn lời ông Dịch Tiên Lương, vụ phó vụ biên giới và hải dương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tái khẳng định quần đảo Trường Sa là lãnh thổ không thể tranh cãi của Trung Quốc, và Trung Quốc có toàn quyền muốn làm gì thì làm.